Bạn thân mến, hôm nay chúng ta học bài số 3 của Tumbum Harmony 17. Chúng ta tiếp tục phần vẽ nhân vật và sau đó chúng ta sẽ sắp xếp các lớp sao cho cái gì lên trước, cái gì ra đằng sau để nhân vật chuyển động và thể hiện theo đúng với cái thứ tự của nó. Chúng ta vào phần vẽ nhân vật. Máy tính của tôi là hơi chậm, các bạn thông cảm. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở về phần drawing. Các bạn nhìn thấy là hôm trước chúng ta đã vẽ đến đây đúng không? Rồi. Chúng ta bật người lên và chúng ta bật bóng điện sáng. Đấy. Thì ở phần này thì chúng ta đã thấy là chúng ta đã vẽ vào từng phần một. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ áo và quần. Chúng ta ấn số 2 để phóng to hình lên. Số 2 phóng to hình lên. Rồi. Bây giờ tôi sẽ vẽ phần áo khoác. Vẽ phần áo khoác các bạn nhé. Ok. Phần cổ rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho phần áo khoác áo trong. Đấy. Chúng ta add vào đây, chúng ta thêm các phần khác, ví dụ như ở đây chúng ta thêm áo, chúng ta gọi là jacket. Đó. Chúng ta ghi là áo trong, t-shirt, neck, shoulder, vai. For. Arm. Ta thêm những bộ phận đó vào. Hand là bàn tay nhá. Chúng ta có shoulder for hand. Thế lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy này. Chúng ta sẽ vẽ từng cái một. Với cái này chúng ta là con của hand, là con của này nó nhấp vào đây. Đây con của này nhấp vào đây. Next cổ. Bây giờ chúng ta sẽ ấn ba phím Alt Control Shift Alt A, Shift Alt A hay là Shift Alt và phím L. Sau chúng ta ấn xong cái này rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ jacket trước, đúng không? Chúng ta vẽ áo khoác trước. Rồi chúng ta vẽ nha. Ở đây các bạn bật cho tôi nút này lên. Sau đó các bạn bật tiếp phần color. Color thì bộ áo. Áo chúng ta cho một cái màu mới. Chúng ta gọi là áo. Áo chúng ta cho màu xanh. Xanh. Forest. Ta vẽ áo vào đây.
bạn ấn lên như thế nha. Bốn con áo. Vậy kéo xuống. Rồi, chúng ta sẽ đổ màu vào. Ta cho màu bên trong nó theo rồi chúng ta sẽ cho màu vào. Bây giờ chúng ta vẽ tay t-shirt ở bên trong đúng không? Rồi ta vẽ tay này. Chúng ta chọn màu này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ tiếp phần này. Đây thì chúng ta cho vào đây nhé.
là chúng ta vẽ tay. Bây giờ các bạn nhân đôi cái này lên, duplicate. Chúng ta thu nhỏ này xuống, chọn property, chọn này. Các bạn chọn bên đây, bên đây, bên đây. Đó. Bạn đã vẽ là xong cái này. Rồi chúng ta sẽ vẽ phần insert. Insert chúng ta cho một màu tôi dạy chậm để cho các bạn cùng theo dõi. Vẽ tiếp cho phần này. Tất nhiên là ta bỏ đi một số chi tiết, ta sẽ cắt bỏ phần này đi. Bây giờ ta vẽ đến phần cổ. Vẽ phần cổ thì ta bật cái camera lên. Rồi trong phần cổ này thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ vẽ body, ta sẽ thêm một lớp nữa, đó là
ta đưa cho đó đi. Trong phần body các bạn cứ vẽ bình thường. Body là cái này. Các bạn vẽ bình thường thôi. Tiếp theo ta vẽ phần quần. Vẽ phần quần cũng vẽ như vậy. Thì sau khi mà các bạn vẽ xong thì nó sẽ lần lượt như này. Sau đó tôi sẽ tách các lớp, cái nào lên trước, cái nào ra sau thì nó sẽ hiện cho các bạn đúng theo cái mẫu của các bạn, đúng theo mẫu của các bạn đấy. Ví dụ ở đây tôi tách trước cho các bạn cách nhìn nhé. Rồi bây giờ riêng phần đầu, đầu các bạn cho lên cao đấy, ai mắt này, mắt này đấy, rồi tóc trước tóc sau. Rồi. Cái này ta để nhé, cái này các bạn tách vào đây, các bạn để bạn chọn trục Z, các bạn để không. Rồi ok. Phơi các bạn để cho tôi là 0.0001. Đấy. Đấy là phần phơi. Phần noi 0.002. Các bạn cứ làm cái đầu tiên thôi. Đấy. Phần mao các bạn cũng để cho tôi là 0.002. Đấy. Rồi. Tóc đằng trước các bạn để cho tôi 0.003. Đó. Lông mày các bạn để cho tôi 0.002. Rồi. Lông mày thứ hai các bạn để cho tôi 0.002. Đấy. Thế là nó sẽ gì? Đúng theo thứ tự. Rồi bây giờ các bạn nhìn lên trên nhé, các bạn nhìn thấy đây. Rồi. Bây giờ các bạn nhìn thấy là ta ấn nút này thì nó đã thứ tự như này. Đây. Thứ tự rồi đúng không? Bây giờ ta sẽ cho hai cái mắt lên. Đó. Mắt thứ nhất tôi cho là 0.005. Rồi. Y là 0.006. Cái này là 0.006. Rồi. Y là 0.007. Ai của tôi, tôi thay lại là 0.008.
Các bạn nhìn thấy cái mặt đã hình thành đúng không? Rồi sau đó thì các bạn tiếp tục xuống cái phần eye thứ hai. Các bạn cho tôi cái này là 0.004. Đó. Iris con người các bạn cho 0.005. Rồi mắt các bạn ở đây các bạn cho phần eye là 0.006. Đấy, thứ tự của chúng lên như này. Đây là tôi chưa vẽ hết cả nhân vật để tôi làm để cho các bạn nhìn thấy nó như thế nào. Đó. Tôi làm cái đầu trước đã. Đúng không? Rồi bây giờ tất cả các bạn sẽ theo dõi quan sát. Theo dõi quan sát. Tôi cho từ cái này đến đây. Tôi tăng cộng lên. Keyframe lên. Đấy, tôi cho lên như thế. Và bây giờ thì đối với từng cái một, đối với cái tóc đằng sau. Tóc đằng sau tôi sử dụng là một cái công cụ. Là một công cụ gọi là công cụ rig. Rig cho tóc đằng sau. Công cụ rig cho tóc đằng sau thì tôi bật cái tool của nó lên. Đấy, ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy nhá. Nó gồm có curve mode. Đấy, envelope mode. Rồi vân vân. Cái này là phần xương. Phần này. Đấy, thì ta có thể dùng envelope hoặc là curve mode tùy các bạn chọn cái này. Đó, tôi sẽ chấm envelope. Rồi, bây giờ đến cái phần này. Tôi muốn sợi tóc bay. Tóc bay tóc mềm gì đó. Các bạn điều chỉnh. Điều chỉnh cái này. Đấy. Chỉnh xuống nhé. Các bạn đây các bạn có thể điều chỉnh tóc đằng sau bay. Đây là deform của cái tóc trước. Bạn nhìn thấy bay đấy. Đấy, đây bay nhé. Bây giờ tóc trước của chúng ta hair form. Hair form chúng ta thì chưa chưa làm gì cả. Tôi sẽ cho thêm một cái vào đây. Tôi sẽ chọn cái nút nút này. Sau đó tôi dùng công cụ cao tua, dùng công cụ select. Đấy, các bạn có thể cho nó bay bay ở vị trí nào tùy các bạn. Tôi làm rất chậm để các bạn quan sát.
bạn nhìn thấy là đấy, đã di chuyển, tôi đang zigging một phần này. Các bạn nhìn thấy là cô bé đã thay đổi. Tiếp theo, sau khi được cái này rồi, các bạn được hai cái này rồi, các bạn cứ để nó đã. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho mắt. Ví dụ tại vị trí này, các bạn chọn eye đầu tiên. Đấy. Các bạn có thể điều khiển, ví dụ như các bạn chọn đây, các bạn có thể mắt đẩy ra đây. Đấy. Vào đây. Bạn mắt đẩy ra đây. Và rồi các bạn ra dịch chỗ này. Các bạn lại cho mắt lên trên này. Mắt lên trên này. Đó. Bạn dịch ra đây. Các bạn có thể mắt sang bên này. Các bạn có thể đổi cái này. Rồi đến phần này. Đó, đến phần sang bên này. Bên này. Mắt chỗ này các bạn có thể đảo cho nó ra đây. Cái này có thể đảo cho nó ra đây. Bạn nhìn thấy là còn miệng, mao mao đến đây nhá. Các bạn chạy đến phần này, các bạn lại có thể sử dụng Control Shift Alt. Đó. Và các bạn vẽ thêm một cái miệng nữa. Với một cái phần đây. Đây là cái miệng cũ. Các bạn bật cái phần onion này lên nha để nhìn miệng cũ. Sau đó các bạn vẽ một cái miệng mới với phần color bật lên. Các bạn có thể cho miệng mới. Tiếp đến đây các bạn Alt Shift Enter. Các bạn cho một cái miệng nữa. Đấy. Thế là chúng ta thấy là nếu bây giờ chúng ta chọn vào đây, đúng không? Rồi chúng ta cho dịch ship cộng cho nó rộng ra. Thế thì đến cái miệng, miệng nào mà các bạn muốn hở tiếp
chẳng hạn như là bây giờ các bạn đang ở đây thì các bạn bật cho tôi cái nút có tên là drawing saturation. Thì chúng ta đã thấy phần miệng nó mở mở đến đây, các bạn muốn miệng nào thì các bạn cho vào đây, xong các bạn chọn phím mũi tên đi đi đấy, các bạn lại thay miệng đấy, các bạn lại thay miệng vân vân, các bạn lại thay miệng thay miệng thay miệng thay miệng. Thì chúng ta nhìn thấy là cái miệng của chúng ta sẽ nhấp nháy theo lúc lúc thay. Còn phần tóc tại sao nó không đi đấy, bây giờ chúng ta muốn phần tóc đi cùng thì chúng ta bật cho tôi đến đây, chúng ta bật giữ shift chọn chỗ này. Rồi, các bạn chọn F6, xin lỗi, các bạn chọn F5. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy là còn cái người chúng ta chưa cho đi đúng không, vì tôi đang nói dở là tôi chưa làm, ta chưa vẽ xong cái người. Thế thì lúc đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái subdivision này rất là hay để cho chúng ta thay miệng mọi lúc mọi nơi. Để con người tôi làm quay thôi, còn không ta để thẳng, ta có thể để thẳng cho cái mắt. Đó. Thẳng cho cái mắt cho nó sẽ không bị lộ. Rồi kỹ thuật hôm sau tôi sẽ nói rõ lên cái phần tại sao phải dùng stop. Rồi, thì bài học hôm nay là tôi đang giới thiệu chúng ta vẽ nốt cái phần đầu cơ thể và mắt, mũi, cái nào lên trước, cái nào ra sau. Các bạn nhìn thấy là cô bé đã được há mồm, mồm, mồm nói, mồm cười, vân vân. Còn cái mắt này ta sẽ đảo sau. Thì bài học này đến đây là hết. Để chúc các bạn vui vẻ, buổi sau thì chúng ta lại làm tiếp cái bài tiếp theo. Chào các bạn nhé. Ta sẽ làm được những cái như thế này với phim hoạt hình 2D, làm đơn giản, các bạn có thể làm thoải mái mà không lo. Đó, các bạn mồm nói đây, đó cái miệng chúng ta mở ra đóng vào. Rồi, chúc các bạn vui vẻ và các bạn học bài tối nay. Chào các bạn, chào thân ái, chào các bạn.